Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu và chùa Linh Phước Đà Lạt. Chùa Linh Phước Đà Lạt là một ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất xứ sở ngàn hoa, cũng như đất nước hình chữ S cong cong này. Chùa Linh Phước là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, một ngôi chùa đang giữ riêng cho mình tới 11 kỷ lục gia, một con số không thể nhỏ, đúng không nào? Và quý vị khi đến tham quan chùa Linh Phước, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một kiệt tác xuất chúng mà các nghệ nhân đã tạo ra, một ngôi chùa độc đáo chỉ được làm bằng những mảnh sành sứ bể. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không cách ba lô và đi theo vào chùa Linh Phước là một trong những địa điểm du lịch nằm ngoại ô của thành phố. Thế nhưng có rất nhiều du khách vẫn đang băn khoăn là không biết chùa Linh Phước hay chùa Ve Chai. Thì hôm nay mình sẽ địa chỉ chùa Linh Phước cho các bạn. Chùa Linh Phước Đà Lạt tọa lạc tại số 120 Tự Phước, thuộc phường 11 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hay còn gọi người dân địa phương gọi là khu Trại Bác. Chùa Ve Chai hay còn được gọi là chùa Linh Phước Đà Lạt thì không xa lạ gì với người dân Đà Lạt nữa. Nhưng đối với những du khách từ phương xa đến, du khách còn mở cửa về đường đến chùa Linh Phước. Chùa Linh Phước là một địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất tại Đà Lạt. Ngôi chùa Linh Phước tại Đà Lạt được du khách bình thường là một trong top 10 những địa điểm du lịch những không thể bỏ qua. Đi đến với Đà Lạt, khi đến đây du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy những kỷ lục gia của nước ta. Nơi đây chùa Linh Phước là có tự sắp chùa Linh Phước, có một số tự sắp làm du khách trầm trồ bởi vẻ đẹp và sự tinh tế trong từng bức tượng, không khác gì người thật. Nhưng bức tượng này được làm hoàn toàn bằng sáp, nhìn y hệt những vị sư thầy thật đang ngồi thiền. Mỗi tượng sáp là một khuôn mặt và dung nhan khác nhau. Khi du khách bước vào đây sẽ cử là người thật 100%. Nhưng thật ra đây là tượng sáp, bức tượng được tạo ra giống vị đại đạo hòa thượng của chùa Linh Phước. Bức tượng sáp giống y hệt hòa thượng Minh Hạ Đức còn khi còn sống. Tượng này do những nghệ nhân Thái Lan tạo nên, đến với giá 300 triệu.
chùa Lê Phước cũng có, đây là tháp chuông cao nhất Việt Nam, linh tháp 7 tầng và có độ cao lên tới 36 feet. Bên trên tòa linh tháp có treo một đại hồng chung rất lớn, có chiều cao lên đến 4.3 feet, miệng cửa chuông rộng 2.3 feet, cân nặng của chiếc chuông lên đến 8.000 kg. Chiếc chuông này được đúc vào năm 1990, cũng chính chiếc chuông ở chùa Linh Phước này được xem là chiếc chuông vĩ đại nhất Việt Nam. Và đặc biệt là sự góp mặt của các nghệ nhân đúc chuông ba đời đến từ Huế. Việc đúc chuông đã diễn ra rất suôn sẻ, trong vòng một năm thì hoàn thành. Trên chiếc chuông được chạm khắc những hình ảnh vô cùng công phu, đó là những hình ảnh tượng Phật Thích Ca nghìn mắt nghìn tay, cùng với những danh lam thắng cảnh và các ngôi sao chùa nổi tiếng. Chùa Linh Phước cũng có tượng Phật bằng bê tông cốt thép cao nhất Việt Nam. Đây là bức tượng Phật bằng bê tông cốt thép cao nhất Việt Nam. Bức tượng này nằm trong khu vực chánh điện của chùa. Ngoài tượng Phật này ra, công trình chánh điện của nhà chùa còn có những công trình phụ khác trong chánh điện như 324 tượng Quan Tâm Thế Âm, mỗi bức tượng cao 3.7 feet. Và điểm đặc biệt ở đây là có một bức tượng ở trung tâm chánh điện cao 12 feet. Đây là một bức tượng vừa được xác lập kỷ lục gia Việt Nam, là tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát trong nhà làm bằng bê tông cốt thép cao nhất Việt Nam. Video đây.